tục hành trình với siêu nhân thú vương. Tâm điểm của ngày hôm nay sẽ là một khối hộp màu đỏ khá dị. Mặt trước là hình ảnh của Igu, Shaku và Ryan. Các mặt bên thì hầu như trống trơn, đơn giản. Phía dưới sẽ là phần lẫy để chơi. Và có đôi có cặp, song hành là một hộp khối màu xanh. Phía trước là hai thành viên còn lại, Elephanto và Tiger. Các mặt bên hầu như là giống hệt. Phần tay cầm có màu trắng ngọc trinh, điểm tô một vài điểm nhấn màu đỏ và đen. Tay người lớn như mình cầm có vẻ hơi bé, không được thoải mái. Và để kích hoạt cách chơi, đầu tiên đặt khối hộp màu đỏ lên trên. Các bạn chú ý trên đây có hình mũi tên này, ý là bảo ta đẩy nó về phía trước. Khối hộp xanh cũng tương tự. Và cuối cùng, bẻ phần mũi kiếm lên. Hoàn thành Duo Buster dạng Shodo, một cây kiếm trông khá là Minecraft. Phần mũi kiếm quá bé so với trên phim, màu sắc thì đơn giản, được cái là rất an toàn cho trẻ. Có tích hợp âm thanh. Và để kích hoạt chiều tất sát, ta giữ cò súng. Ngoài ra, chỉ cần đổi vị trí hai khối hộp cho nhau, ta sẽ có Duo Buster với dạng Blaster, một khẩu súng rất chi là cute hột me. Giờ đây, thiết bị sẽ có thêm một nòng súng phía trước, điểm nhấn bằng màu cam và cũng có âm thanh đặc trưng khi ở dạng súng. Tổng kết lại thì đây là một thiết bị đa dụng, màu sắc khá ok, thiết kế kiểu cute, có điều là tay cầm quá bé so với một người trưởng thành như mình. Bạn thấy món đồ chơi lần này thế nào? Cùng bình luận phía dưới nhé!